Chào mọi người, quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số hỏi trên màn hình 0314 830 843. Rồi theo dõi kênh, bấm vô đăng ký để được cập nhật mấy video mới. Rồi, hôm nay là video mã là 188 nha mọi người. Rồi, đầu tiên là cây cắt cưa sắt. Đây, cưa sắt handy rồi. Cưa sắt của Nhật. Đây, lưỡi nó dài 25 nha mọi người. 25 cm rồi. Lưỡi này mới chưa sử dụng luôn. Cưa này nó phù hợp cho mình cưa mấy cái góc kẹt, góc hẹp đồ bên trong đó, mà nguyên cái cưa lớn mình đưa vô không được á. Mình dùng cái cưa nhỏ này ha. Đây. Đây là một lưỡi theo cái cưa nè, đúng theo cái cưa nè, có thương hiệu luôn. Một lưỡi này đi kèm theo nha. Lưỡi này tặng thêm nha mọi người. Còn lưỡi này là mới chưa xài luôn, là theo cái cưa. Rồi, bộ cưa sắt này có mã số 1 nha mọi người. Giá bán 200.000. Rồi, tiếp theo em về được hai cây cắt ton, kìm cắt ton, một cây của Mỹ USA, một cây của Japan Nhật nha. Cái này dầu á. Cắt rất là nhẹ. Nhờ cái loại này nó có cái chịu lực trợ lực nè mọi người. Mọi người thấy không? Cái cơ cấu chịu lực, trợ lực của nó. Đó. Cắt rất là nhẹ nha. Đây chi tiết cái lưỡi nè. Có sử dụng rồi nha mọi người. Còn cắt rất là ok. Cái con này nó dày là đây 0.5 mọi người. 0.5 ly. Tên ton 5 gem ha. Nó là bén nha, cắt ngọt. Con thương hiệu Sato Japan. Size 23 cm. Rồi mã số 2 nha, 400.000. Số 3 là một cây cũng là cắt ton, cũng có trợ lực mọi người. Nào. Cơ cấu nó là trợ lực. Đây thương hiệu. Đây. Level pin. Đây của Mỹ sản xuất nè. Vô ta. Đây chi tiết cái lưỡi nó là mọi người. Cái lưỡi nó dạng có cái răng răng nha, chứ nó không phải nó láng đó. Nó có răng. Cây này nhìn rất là hầm hố.
nó lưỡi nó cong lên ha, nó cong lên mọi người. Cái này cắt thì nó đi chậm hơn cái cây kia đó, độ bén sắc thì nó cũng như nhau, rồi nó đi chậm hơn cây kia, cắt đi nhanh hơn ha. Hai cây cắt nó khác nhau, kiểu cắt nó khác nhau. Cây này kích thước là 22 thôi à. Mã số 3 nha mọi người, 450 nha. Rồi tiếp theo là cái cảo, cái cảo mắt sên dùng cho xe đạp nha. Cảo mắt sên, cả mắt dây sên đó. Loại này nhỏ dùng cho xe đạp. Rồi cái con này nó bị lỗi mọi người, nên bỏ qua con này nha. Con này nè, giờ nhìn kỹ thấy nó bị lỗi nè. Và hàng về thì em cũng không chưa có nhìn kỹ con này. Đây, hơi lỗi nè. Như nó gãy hết, nó gãy một cái cạnh này mọi người. Nó thôi bỏ qua nè. Rồi tiếp theo con này. Đây là cái bộ khoan, khoan bằng tay mọi người, mũi khoan gỗ á, nhưng mà mình dùng bằng cái tay quay nè, nó thiết kế là cái tay quay này để mình quay khoan đó, xếp vô nó sẽ như vậy. Rồi mũi khoan ruột gà, khoan gỗ, mọi người sắn vô cái lỗ rồi cầm tay quay, quay nó sẽ khoan từ từ xuống ha. Cái mũi này mọi người cắm vô máy vẫn được à, nó là mũi khoan thôi, có máy khoan cắm vô kẹp vô khoan ha, vẫn bình thường. Rồi ở đây nó có cỡ là 9 ly, 12 ly, 15 ly ha, 9 ml là 12, 15 đó, ba cỡ. Mũi khoan của Nhật thương hiệu nè, Star M. Rồi cái bộ này mã số 5 mọi người, 200 ngàn. 6 là cái kính lúp, nay em về hai cái kính lúp nha. Đây, hai kính lúp của Nhật, một loại là cái vành nó bằng đây, bằng kim loại ha, một loại vành nó bằng nhựa. Cây này nó full nhựa hoàn toàn nè, nó đúc nguyên cây nhựa, mình có thân bằng nhựa đúc. Đây mọi người so sánh hai cái ha. Kích thước thì nó gần như là đây 9-10. Cái này 8,9. Bằng nhau mọi người.
cái chồng bên trong là nó bằng nhau, tại cái này nó bằng nhựa nên thấy nó to hơn tí, nhưng cái chồng kính thì nó bằng nhau nha. Đây, hai bên đều rõ như nhau, độ phóng to bằng nhau luôn. Đây, phóng đại bằng nhau nha mọi người. Rồi, mã số 6 là 300 ngàn là cái kính nhựa. Mã số 7 nè, kính có vành kim loại 300 luôn. Cái vành kim loại này thì nó có một hai cái vết chày mọi người nè, chày háy nè. Đó. Đó lớp chày nè. Cây này là gần như không không có. Này là nói chung hàng cũ thì nó phải có li ti, nhưng mà để thấy vết thấy thì nó đây có vết thấy nè, thấy rõ à. Một vết đó là thấy rõ, đây thì không đáng kể, không li ti, không ảnh hưởng gì hết. Rồi mã số 6, mã số 7 đó. Tiếp theo là một cái con cắt ống đồng nha mọi người. Cái ống đồng của Apman USA Mỹ Chicago. Con này nó còn rất là bén. Đây lưỡi zin của nó nè. Lưỡi đang sử dụng nè. Lưỡi đang sử dụng nè. Còn nguyên. Kèm theo cái lưỡi sơ cua luôn, nó có lưỡi sơ cua theo cái này luôn, còn cái này để mở mọi người kéo nó xuống nha, nó có thể kéo lên kéo xuống nè, kéo xuống thì mở, đẩy lên dày nó khóa nè, nó khóa này. Đây cái lưỡi xe cua bên trong nè, lưỡi xe cua nè, lưỡi xe cua chưa sử dụng. Còn cái này là cái đồ nạo nạo cái miệng ống á, cạo quay nhẹ nhàng nè. Rồi cái cảo này mã số 8, 250 ngàn. 9. Đây, lâu lắm mới về được bộ vít thử điện nha mọi người. Của Vercel. Điện mình không dụng xài ok. Chung thử điện á, thử điện. Điện trăm, điện 220 mình xài cũng được luôn. Nó là tôi vít thử điện. Đây gài mũi vô vậy ha. Rồi thử điện. Có đèn này nè. Test ok hết rồi. Đẹp. Này gần như nó rất là ít sử dụng. Rồi một bộ là đi kèm là hai cái mũi ba ke nha mọi người. Hai mũi ba ke, hai mũi dẹt. Đây hai mũi ok nè, mũi lớn mũi nhỏ nè, đầu nhỏ đầu lớn với mũi này 5 ly 5 này, vặn ốc 5 ly 5 ẩu á, hai mũi dít dẹt nè, dít dẹt đó lớn nhỏ luôn, một cái mũi dùi đồ nhựa làm đồ điện á, mình có mấy đồ mình cần dùi lỗ á, phải cái này dùi nó đầy đủ để làm điện. Rồi bỏ vào sale. Mã là số 9 mọi người. 350 ngàn. Rồi tiếp theo là cái bình giữ nhiệt. À xin lỗi, bình này là bình thủy. Dạng giữ nóng chứ không phải giữ đá nè. Bình này không có giữ nước đá. Bình này chuyên giữ nóng à. Bình thủy. Bình thủy của Nhật. Đây thủy nè, đó. Thủy còn đẹp đó. Nút cái nút nó xài này trắng tinh rồi mọi người, là chưa có dùng thương hiệu nè, thương hiệu cái rồi quay không thấy đây nè,
nó hiệu con chim công. Đây cái thương hiệu này nè mọi người, tên nè, cái logo chim công nó made in Japan sản xuất, vỏ ngoài bằng kim loại nha, vỏ này như bằng thép, là cái vỏ bằng thép mọi người, bằng thép nó sơn màu rồi. Nói chung về vận chuyển thì nó có cấn mớt nhưng không đáng kể mọi người, nói chung nó còn xài tốt đẹp. Bên trong đây là dung tích là 0.75 lít nha, rồi. Chứa được 0.75 lít. À cái này là của Mitsubishi Moto nha. Cái bình này là rồi, nguồn gốc nó là Moto Mitsubishi Moto, là nó theo xe hơi mọi người. Thằng Mitsu này nó sản xuất cho xe hơi á, chuyên dùng để cho lên xe hơi xài á, mang theo xe xe đi rồi. Đây Mitsubishi của Nhật. Thước là 30, đường kính là 11 nhân 9. Rồi mã số 10 nha mọi người, 550 ngàn. Rồi tiếp theo là cái đây, cái vòi xịt gió nha mọi người, cái vòi đồng này nè, đang bán cái vòi đồng này nè. Cái vòi này full bằng đồng nha, bằng đồng nguyên chất nên nó rất là mềm đó, nhưng mà đặc biệt là nó rất là dài nha. Để cho mình chế vô cái vòi xịt gió nè, gắn vô vòi gió nhà mình nó, nếu mà nó ngắn ngủn á thì mình muốn dài gắn vô ren ra đây, ren 10 á, ren 10 bước 1 ly á, ngắn bước nhuyễn mọi người. Nó lên 10 bước nhuyễn. Đây, đó 9 8 10 nè. Bước ren là 1 ly. Ren nhuyễn, mọi người xem phù hợp thì xài ha. Rồi gắn vô nó sẽ dài như vậy nè. Xịt rất là sướng. Rồi, chiều dài nó là 50 cm cái vòi. Đây, cái vòi như vậy nè. À, full bằng đồng nè. Đó, con tán cũng bằng thao, đồng thao luôn. Đồng cứng, còn cái này đồng mềm, đồng nguyên chất. Rất là dày luôn nè, đó, dày. Rồi mã số 11 cho mọi người. 100 ngàn. Rồi, chào mọi người. Mình kết thúc video đây.